Xin chào tất cả các quý anh quý chị. Hôm nay salon Luxury Car Hải Dương lại vừa về thêm một chiếc Hyundai Accent. Chiếc xe này sản xuất năm 2019, số sàn và đã sử dụng được hơn 4 vạn cây. Hiện tại chiếc xe này đang được niêm yết giá tại salon Luxury Car Hải Dương là 385 triệu. Một chiếc xe màu trắng, nội thất ghế hai màu. Quý anh chị yêu thích hoặc muốn xem chiếc xe này thì vui lòng đến đúng địa chỉ của salon Luxury Car Hải Dương, số nhà 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, hoặc gọi vào số 0978607555, 0941337888. Hyundai Accent động cơ 1.4 số sàn, sản xuất 2019, hiện tại đang có giá chào bán là 385 triệu. Tình trạng xe mới chạy được hơn 4 vạn cây, còn rất đẹp. Có đèn xi nhan báo rẽ tích hợp trên gương. Hệ thống đèn chiếu sáng là đèn halogen. Đèn gầm của nó là đèn bi. Đăng kiểm còn đến tháng 4 năm 2023. Hai nội thất bên trong xe còn rất đẹp. Chủ xe đã được đã trang bị sẵn cho chiếc xe này bộ màn hình Android. Đây, củ số này, vô lăng củ số, tay phanh. Vẫn rất đẹp. Xe chạy 4.6 vạn. Nội thất là ghế da hai màu. Có mắt cam lùi phía sau. Hyundai Accent số sàn động cơ 1.4 này tiêu hao nhiên liệu nó chỉ khoảng tầm 5,5-6 lít xăng trên 100 km đường hỗn hợp. Gương chỉnh điện, cụp điện. Còn động cơ chiếc xe này